Nani? Vụ gì vậy? Sẽ làm một cái
cái nhân vật, nói chung là một cái người nghệ sĩ cây đa cây đề trong làng giải trí Việt. Nói chung là em rung lắm mọi người. Tuy nhiên không biết hay sao mà tụi em chọn một cái tuồng mà cái lương có cái ơi, cái lương nữa. Dạ đúng rồi, có lương một quảng mà hát một đoạn giọng cổ nữa. Mà tập hoài không có vô dây. Chết rồi, giờ sao nè. Bây giờ tối nay nếu mà em lỡ em hát không có vô dây á, thì ví dụ có ai coi được á, mọi người đừng có chửi em nha. Em làm hết khả năng, em là hết sức của mình rồi đó, thật sự luôn. Thì hồi xưa giờ em hát giống như vậy mọi người, không có vô dây. Nhưng mà muốn là muốn cố gắng, tại vì em thích cái chức đàn này quá, quá luôn, thật sự luôn, rất là thích. Nên em quyết tâm, em tập cho bằng được. Thì tối nay không biết có vô dây không, thì do kiểu mà tổ, ông tổ có đãi hay không. Đó, hát thì hát dở rồi đó, bảo đảm hát dở rồi đó. Nhưng mà không biết vô dây hay không là chuyện, cái đôi chuyện của tối nay nha mọi người. Nên mọi người ơi, nếu mà hát có dở hoặc là vô, có mà chập nhịp á, thì mọi người bỏ qua nha. Hồi xưa giờ em như vậy rồi, quá chừng rồi. Nói chung là tối nay ông Đòn á, mà hát không được thì mày đổ thừa ông tổ. Ông Đòn ông sẽ đánh kiểu mà gãy tay luôn á, quăng cái đòn luôn á, mà không biết được hay không nữa. Nói chung là con người em không có vô dây được, trời ơi, trời gỗ lắm rồi. Thôi cứ hát hết mình nè. Giờ đánh màu vàng, tối đánh màu xanh được không Trung Hoa? Thì chứ, về là quá gan dạ rồi. Thật sự luôn, không hát được. Em quá gan dạ. Không hát được, mà vẫn cố gắng hát cả lương á. Gan chưa? Quá gan rồi. Thì đánh cam này nè. Sự chờ đợi để tối nay nha mọi người. Đây. Cẩm Nhung. Mà nó hết cũng được. Cẩm Nhung này. Trong kìa. Hello chị. Sao em nghe nói là vai diễn tối nay của chị là được chuẩn bị rất là công phu phải không? Chị có thể bật mí xíu xíu đi. Một cái vai này rất là duyên dẫn, nhưng mà quan trọng là không biết duyên dẫn được không đó. Là hy vọng là mọi người mà có xem mà lỡ như mà duyên dẫn không có tới đó, mọi người thông cảm cảm ơn nha. Em nghe nói là có Lê Cần hỗ trợ chị chuẩn bị đạo cụ rất là công phu đúng không? Đúng rồi, nhờ Lê Cần tối nay hỗ trợ đó. Nhưng mà tối nay đỡ một cái là có anh Tấn Đạt hỗ trợ. Tấn Đạt chi về cái lương nên kiểu mà em cho dù em hát có lờ tâm thì anh Đạt anh đời đẩy lên được. Đúng rồi đó. Cái vậy thì không sao, có bạn diễn mình cũng đỡ đúng hơn rồi. Là một mình đúng không? Dạ. Nhưng mà hy vọng tối nay diễn về sẽ diễn thành công nhất cái bài diễn của mình. Dạ ok của dạ. Mình ha. Hát biết được hay không á, hơi xui à. Nhưng mà cái nét diễn riêng của em là khán giả biết rồi, chỉ có trong đời là có sự khác biệt nào đó gây sự bất ngờ thôi. Đây Lê Cần. Hello. Lê Cần đã lấy phải chuẩn bị đạo cụ rất là công phu cho màn vở diễn của Cẩm Nhung nè. Nói chung cũng công phu lắm mọi người, em chuẩn bị hết. Từ cái bộ đồ là lúc đầu thuê không có giống gì vậy, cho nên là em phải chạy qua tới bên dòng xe An Lạc các mọi người nhận thuê mở nó. Xong bắt đầu về cái alert nói là chết rồi, cái màu này không được, tại em phải chạy ngược về bển một lần nữa. Sáng nay phải chạy ngược về bển một lần nữa xong chở về, rồi chở đi một cặp lông chỉ nữa nha mọi người nha. Tối nay có lông chỉ nữa nha, rồi có thương nữa nha mọi người. Nói chung là tiết mục Cẩm Nhung, lúc đầu Cẩm Nhung nói với em là học cái đoạn này đi. Rồi nói chung là chưa có học gì hết, nhưng mà cũng cố gắng học để thuộc, để mình diễn chung với Cẩm Nhung tối nay. Nói chung là tại vì háo hức với lại đam mê đó mọi người, nên khi mà Cẩm Nhung mời những cái vai này là ok nhận liền. Giờ học lẹ cho thuộc để tối nay thì chưa Cẩm Nhung mời á, thì giờ thì phụ diễn, còn ẩn mời đâu có phụ diễn đâu. Ủa sao vậy? Ẩn nói vậy là ẩn sai rồi nha, ẩn nha. Còn ẩn là người ta ok. Em cái gì vậy chị Sang? Chị Sang kỳ. Sang kỳ quá à. Sao ẩn lại có thái độ như vậy? Cái vai hùng cường là đáng lẽ là Lê Cần làm đó. Ai Lê Cần chê ẩn Lê Cần không có. Sao Lê Cần chê không được? Trời, nó nói gì? Quan cho em mọi người. Hôm bữa là ẩn kêu là ok rồi, em cũng chuẩn bị đồ đạc đồ hết trơn rồi. Xong rồi ngủ một đêm, sáng thứ gì mới nhớ là có cái lịch học bên trường á. Là sáng thức dậy là mở mắt ra là nhớ là phải nhắn chào ẩn liền. Ẩn ơi, trời ơi quên nữa, thứ bảy tuần này là có lịch học rồi, cho nên là không có diễn được. Trời ơi tiếc hồi hội luôn. Cái ẩn nói giờ không được thì không thôi chứ sao giờ, thôi để nhờ người khác. Cho nên là nhờ Trúc Hạ, thì Trúc Hạ cái vô cái vai đó là quá đỉnh luôn, quá đạt luôn. Cho nên là không phải là tại em, ẩn sao lại đổ thừa.
Bà tin vẽ ai lên nó đang vậy. Nhưng mà nó nghe nè, mỗi cái giai đúng không? Tự nhiên đúng không? Đúng không? Ngay từ đầu Lê Cường không có biết cái nhân vật mà ẩn nhờ Lê Cường Lê Cường hỗ trợ. Nhờ Lê Cường hỗ trợ. Lê Cường tưởng là ẩn nhờ Lê Cường hóa trang thành anh Hùng Cường. Anh Hùng Cường ở đàn á, cho nên là Lê Cường á thì anh sanh nặng với anh Hùng Cường nên không có muốn anh Hùng Cường nổi tiếng. Ủa? Lê Cường không có giận cái dài đó. Không có, với lại sợ là vẽ Alaner cỡ anh Hùng Cường không được cho nên là không dám nhận cái giai đó. Vẽ Alaner cỡ này nè. Vẽ Alaner đó. Sinh nạnh cái tài năng Alaner của anh Hùng Cường cho nên là bây giờ vẽ anh Hùng Cường nên đâu có chịu đâu của đâu. Không biết nói sao luôn á. Đứng hồng. Đứng hồng luôn. Hết thiện chuyện rồi. Chưa gọi gì cả.